một người đàn ông bị bắt khi chở rắn hổ mang chúa 20kg đi bán. Đang trên đường vận chuyển một cá thể rắn hổ mang chúa, nặng khoảng 20kg đi giao cho khách hàng, người đàn ông bị công an phát hiện và tạm giữ hình sự. Nguồn tin người đô thị cho biết, công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ ông Dương Văn Tê, ngụ tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Theo đó, ngày 17 tháng 9, ông Dương Văn Tê đi xe máy, chở theo một thùng xốp, bên trong có túi lưới đựng con rắn hổ mang chúa, nặng khoảng 20kg. Khi người đàn ông 44 tuổi này đi đến đường Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, để giao hàng cho khách thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Theo điều tra ban đầu của công an, ông Tê khai rằng, trước thời điểm bị bắt 3 ngày, có nhận được cuộc gọi của một người đàn ông, hỏi mua một con rắn hổ mang chúa, khoảng 20kg, với giá 1,4 triệu đồng trên kg. Ông Tê đồng ý, và gọi điện một người tên En, ở Campuchia để hỏi mua hàng. Cuối cùng ông Tê mua được một con rắn hổ mang chúa, với giá là 1 triệu đồng trên kg. Ngày 15 tháng 9, con rắn trên được vận chuyển về đến bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, ông Tê đã liên hệ gặp nhà xe và nhận hàng. Sau khi đưa 20 triệu đồng cho nhà xe, nhờ chuyển về cho En, ở Campuchia, ông chở rắn về nhà tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cất giấu. Ngày 17 tháng 9, ông mang con rắn đi giao thì bị công an kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hình sự. Lực lượng chức năng cũng đã bàn giao con rắn hổ chúa này, cho thảo cầm viên chăm sóc. Được biết, hổ mang chúa là thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Nghị định số 64/2019 NDCP của Chính phủ. Loài rắn cực độc này cũng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp trong sách đỏ.